Hello, xin chào các bạn. Lời nhắn quan trọng từ vũ trụ dành cho bạn lúc này. Bạn đang có những cái sự suy tư nào, có những thắc mắc nào? Các bạn đang cần những cái giải pháp, những cái định hướng như thế nào trong cái khoảng thời gian này trở đi? Các bạn hãy tập trung vào trong câu chuyện của mình. Kể cả đó là công việc, tiền bạc hay là tình yêu. Các bạn đang có những băn khoăn, trăn trở gì, có những khó khăn nào? Hãy tập trung vào cái điều đó để là các bạn xem là vũ trụ sẽ có những cái lời nhắn nào cho các bạn, có những cái định hướng nào cho các bạn nha, hoặc là những thông tin quan trọng nào. Rồi các bạn chọn trụ nha. Đây là các bạn trụ 1, các bạn trụ 2, trụ 3. Rồi các bạn chọn nha. Ok. Xin chào các bạn tụ 1. Lời nhắn quan trọng từ vũ trụ gửi đến bạn lúc này. Các bạn tập trung vào trong vấn đề của các bạn nha. Kể cả là phương diện nào, cái tình huống đó, và vũ trụ sẽ có thông tin nào hoặc là cái định hướng nào dành cho các bạn. Trời, chính kiếm. Wow. Mấy cây kiếm này là các bạn thấy đầy máu me luôn nè. Trời ơi, đây là một cái đêm đen. Tức là cái vấn đề mà các bạn lo nghĩ á, mình có một cái cảm giác giống như thành tâm bệnh á, thành tâm bệnh của các bạn á, một cái gì đó rất là nặng nề. Bạn có thể đang rơi vào trong cái trạng thái bạn lo lắng rất nhiều, thậm chí biến thành cái tâm bệnh của các bạn luôn rồi, giống như là mất ngủ, trầm cảm nè, trầm cảm là mà rất là đau thương nữa, có cái gì đó rất là đau đớn, giống như là mọi cảm nhận là các bạn đang giống như rỉ máu luôn. Bạn thấy mọi thứ nó tối hù luôn, có nghĩa là bạn đang nhìn vào mọi thứ thật là đen tối á, mà đầy cái sự đau đớn nữa. Đây là cái tình huống mà bạn đang đối diện nha, bất kể là vấn đề nào. Để mình xem nha mọi người. Các bạn chờ một cái thông tin từ vũ trụ gửi đến nha. The Heuristic. Wow, Ace of Pentacles, có tin vui nha các bạn. Và 4 ly, rồi. Đây, 4 ly, cái hình ảnh này các bạn nhìn kỹ. Cái người này đang tiếp nhận một cái ly nha, uống nước luôn. Rồi, The Heuristic, lúc này đây nè, bạn gọi chìm đắm vào trong cái nội tâm của các bạn luôn. Nhưng mà cũng rất là khuyến khích các bạn, có nghĩa là các bạn hãy hướng về năng lượng của tâm linh, dành thời gian cho sự phát triển về tâm linh luôn, thì bạn sẽ nhận được cái chìa khóa này. Bạn sẽ có chìa khóa, có nghĩa là gì? Bạn có chìa khóa thì bạn sẽ mở được cái cánh cửa mà bạn cần. Bạn có chìa khóa nghĩa là cái chìa khóa để bạn giải quyết được cái vấn đề của bạn hiện tại. Nó có thể là, ở đây thì mình thấy là cái vấn đề bạn lo nghĩ nhiều nhất á, lại nghiêng về tiền bạc, cuộc sống vật chất, công việc, nó sẽ nhiều hơn là tình yêu nha. Tại vì tình yêu thì mình đang thấy á, cái năng lượng có cái sự may mắn hơn, hoặc thậm chí là hạnh phúc luôn á, là bạn tiếp nhận cái ly bạn uống, thì có nghĩa là cái tình yêu á, là sẽ đến với các bạn á, hoặc là đã đến rồi, hoặc là đang đến. Và cái năng lượng tình yêu thì lại là năng lượng bạn được tiếp nhận, có cái sự yêu thương nhau. Còn cái vấn đề của các bạn, mình đang thấy nó nghiêng về vấn đề của công việc, sự nghiệp, tiền bạc, cuộc sống, của những cái tổn thương của bạn. Có cơ hội để thay đổi nè. Ví dụ như bạn, nhưng mà bạn phải đi qua cái bước là bạn phải có cái sự phát triển về tâm linh. Wow, lúc này đây nè, nếu như bạn đang còn đắm chìm vào trong cái chính kiếm á, thì các bạn hãy cứ tiếp nhận hết cái nguồn năng lượng tâm linh nha, phát huy cái sự hướng về tâm linh của các bạn trong khoảng thời gian này. Có nghĩa là bạn cứ đi tìm cái câu trả lời đến từ bên trong á, đến từ bên trong, bạn dành thời gian để tĩnh lặng, để bạn thiền,
để bạn làm tất cả những cái hoạt động liên quan đến tâm linh và tùy vào cái đức tin của các bạn mà các bạn hãy có những cái hoạt động nó phù hợp với cái đức tin của các bạn nha. Ví dụ như bạn có thể bên Phật thì bạn có thể là nghe kinh, chép kinh, nghe thần chú, niệm Phật vân vân. Còn nếu như bạn bên Chúa thì bạn hãy có những cái hoạt động nào đó nó phù hợp với đức tin của bạn á. Đấy, tùy vào đức tin của mỗi người thì bạn sẽ có được cái câu trả lời. Có nghĩa là cái câu trả lời đến từ bên trong. Hoặc nếu như bạn có thể không theo bất kỳ một tôn giáo nào, thì có nghĩa là đây là cả khoảng thời gian bạn hãy hướng vào bên trong á. Tại vì cái câu trả lời nó không nằm ở bên ngoài bạn đâu, nó nằm ở bên trong. Chứng tỏ bạn là một người có trí tuệ rất cao nha. Bạn sẽ tìm thấy, ví dụ như bạn tĩnh lặng, tĩnh lặng nhưng đừng có gặm nhấm nỗi đau nha. Có nghĩa là bạn tĩnh lặng nhưng đừng có làm cho cái kiếm này nó chảy máu thêm nữa. Tĩnh lặng nhưng sáng suốt nè. Tĩnh lặng nhưng sáng suốt như The Heritage này. Có nghĩa là mình cũng phải vực dậy bản thân của mình lên, mình ngồi dậy lên, mình suy nghĩ, mình điềm tĩnh á, thì bạn sẽ ra được cái câu trả lời. Tại vì cái câu trả lời nó nằm ở bên trong bạn á. Hãy tin vào bản thân nha, hãy tin vào năng lực của các bạn. Và cái bạn sẽ có cái cơ hội mới ha. Cái cơ hội mới liên quan đến công việc, đến tiền bạc, đến sự thay đổi về cuộc sống, đến sự thay đổi về sức khỏe. Kể cả là sức khỏe thể chất hay tinh thần đều có cái cơ hội để vượt lên hết. Một cái cơ hội mới về tiền bạc ha. Tiếp nhận hết. Đây là cái tiếp nhận, một bên trao và một bên nhận. Đây, rõ ràng cả hai bàn tay đều nắm vào cái đồng tiền này. Một bên trao, một bên nhận là bạn sẽ nắm mắt được nha. Đây là một cái thông, bạn đang cầm cái ly bạn uống thì chắc chắn với các bạn rằng là bạn tiếp nhận cái sự chữa lành, tiếp nhận cái phước lành đến với các bạn nè. Bạn sẽ thoát khỏi cái giai đoạn mà giống như thờ ơ, hoặc là cái giai đoạn bạn mất đi cái niềm tin, bạn thoát khỏi cái giai đoạn đó. Wow, lên như thế này là mình đã thấy quá là tuyệt vời rồi. Tại cái lúc bắt năng lượng là mình cũng chìm vào trong cái năng lượng này luôn. Và mấy bạn là chuẩn bị tinh thần nha. Chuẩn bị tinh thần là có nhiều những cái sự thay đổi mới nè, rất là tươi sáng. Nè, bạn thấy là tối nè. Đây là một cái lá bài rất tối, qua đây là sắc màu hơi sáng lên một chút. Qua hai cái lá này là đầy cái sự tươi sáng luôn. Cho nên lúc này đây nè, bạn cứ sóc bản thân của các bạn dậy, có những cái sự chuẩn bị nè. Làm cái gì đó để phục hồi về sức khỏe đi, về ngoại hình đi. Tức là để bạn chuẩn bị để tiếp nhận cái cơ hội mới nè. Wow. Như thế này thôi là thấy các bạn có cái đường để giải quyết đường ra rồi. Nhưng mà các bạn hãy lưu ý nha. Lưu ý ở chỗ này nè. Đầu tiên bạn hãy quay vào bên trong điềm tĩnh. Tại cái câu trả lời nó nằm ở bên trong của bạn á. Tức là bạn phải đi qua cái bước này. Đó là cái bước phát triển về tâm linh. Hoặc là bạn cầu nguyện, bạn làm gì cũng được. Nhưng mà phải có cái yếu tố của sự phát triển về tâm linh, là các bạn lưu ý chỗ này nha, rất là quan trọng. Một lá thôi. Mình đang xem. Mình làm cái trả bài này mình hồi hộp, nó mệt dữ lắm mọi người. Ví dụ như là thông điệp từ vũ trụ, tại cái đó là cái câu trả lời, cái định hướng từ vũ trụ gửi đến các bạn. Thông thường làm mấy cái trả bài này rất là đuối luôn. Tại mấy cái này nó rất là quan trọng á. Mang Luân Xa 2. Oh yes, câu trả lời yes nè. Oh my god, mừng quá. Wow. Mà các bạn đang có vấn đề của Luân Xa 2 á, đừng có đắm chìm vào trong cái trạng thái tự ti nha. Tự ti rồi không, tức là cái tự ti mà không có nói lên được cái cảm xúc, cái suy nghĩ của bản thân á, không thể hiện được bản thân á, không mạnh dạn tự tin để các bạn thể hiện được bản thân, thì sẽ rất dễ cái người bên ngoài, người ta sẽ đánh giá mình làm gì. Có nghĩa là người ta rất dễ cho cái người bên ngoài sẽ đánh giá các bạn thấp hơn cái năng lực thật sự của bạn. Đây, cho nên bây giờ bạn muốn chữa lành Luân Xa 2 á, đều phải có cái nền tảng hết. Bạn không thể nào
mà yếu đuối, yếu ớt mà chúng ta có thể khiến người khác tin tưởng mình được. Cho nên là cái đầu tiên, không có cái gì gọi là cao siêu hết. Bạn cứ quay lại, bạn sốc bản thân của mình vậy. Tinh thần phải là tỉnh táo lên, thần sắc đồ phải tỉnh táo để mình lấy lại cái phong độ của bản thân. Rồi bạn phải khỏe mạnh, chứ không thể nào mình ở trong cái trạng thái mình cứ yếu đuối, mình cứ mệt mệt, thì mình sẽ nói chuyện rất khiến dễ cho người ta đánh giá thấp mình xuống. Đó, cho nên là các bạn hãy sốc bản thân mình lại. Cái câu trả lời yes, câu trả lời yes là một cái sự thay đổi rất là lớn đến với các bạn á. Bạn tìm được cái giải pháp cho vấn đề của mình, bạn tiếp nhận cái công việc mới, bạn có cơ hội á, có cơ hội là được nhận vào một cái công việc mới nào đó, hoặc là bạn tạo ra công việc mới. Đại khái nó là tất cả những sự thành công mà bạn đang mong đợi. Five of Cups và 5 ly và 8 ly. Có một số bạn, nếu như cái vấn đề của các bạn liên quan đến tình yêu, thì mình thấy là đầu tiên á, một á, là bạn sẽ cho cái năng lượng tình yêu của các bạn nó vào trong một cái trạng thái nó dừng lại, tức là bạn không đắm chìm vào trong cái nỗi buồn nữa, và bạn để cho mọi chuyện á, tự cái số phận nó là như thế nào, có nghĩa là bạn để mọi chuyện tùy duyên, bạn tiếp nhận sự chữa lành. Hoặc á, có một số bạn á, cái đó là năng lượng cao nhất á, và có một số bạn là giống như là bạn sẽ đi tìm những cái sự phát triển còn cao hơn nữa. Rồi ông ở đây á, mình không có thấy cái năng lượng của cái sự chia tay nha, không có năng lượng đó đâu. Tại vì mình đang chìm vào trong mấy cái này nè, mình đang muốn nhập tâm vào để mình xem là có trường hợp đó không, thì mình không thấy á. Tức là trường hợp nếu như cái câu hỏi các bạn đặt ra nó là tình yêu, thì có nghĩa là bạn buông thả lỏng á, chứ không có phải là bạn ra quyết định chia tay. Buông thả lỏng để cho cái câu chuyện tình yêu nó diễn tiến như thế nào đó, từng nó diễn tiến. Còn nếu như các bạn liên quan đến cái vấn đề của công việc á, thì mình thấy là cái sự chủ động của các bạn cho cái sự thay đổi mới nha. Có thể bạn sẽ thay đổi môi trường làm việc, bạn thay đổi công việc, bạn thay đổi nơi ở. Có nghĩa là chắc chắn sẽ có một cái điều mới đến, chứ bạn sẽ không có để cái tình trạng nó y nguyên như cũ. Hợp lý. Nếu mà công việc á, thay đổi mới rất hợp lý, tại đây là cơ hội mới nè. Oh my god, trời ơi. Ở đây á, các bạn có a new style coming, là sự khởi đầu mới đang đến. Công việc mới, sự thay đổi mới như mình phân tích nãy giờ. Ở đây nó còn mang một cái thông điệp nữa là bạn, cái sự thay đổi mới này nó là cái sự thoát khỏi một cái tình trạng cũ. Chẳng hạn như là tình trạng cũ là mất ngủ, là trầm cảm, là bệnh, là cái gì đó nó tối hù luôn á, thì cái tình trạng này nó chấm dứt, tại các bạn sẽ mở ra một cái chương mới, một cái cuộc đời mới. Một cuộc đời mới không có còn trong một cái tình trạng như thế này nữa. Tin vui cho các bạn nha, bắt đầu là sốc tinh thần lên là vừa á. Sốc tinh thần lên, khỏe mạnh lên và làm đẹp cho bản thân mình nhiều hơn đi. Vì các bạn chuyển qua sống cuộc đời mới nè. Mọi chuyện nó đang có những cái sự thay đổi mới. Cho nên là các bạn bắt đầu chuẩn bị tinh thần là vừa. Rồi. Mấy bạn thấy mình nói ngay chát luôn á, tình yêu mình đã nói rồi, mình không có cảm nhận cái sự chia tay ở đây. Mà cái này còn là a new romantic cycle. Ở đây á, là một cái chu kỳ mới trong tình yêu lãng mạn của các bạn bắt đầu. Nó có cái sự công bằng nhiều hơn, nó có cái sự cam kết rõ ràng. Rất nhiều bạn ở đây á, là tình yêu á, là vào cái giai đoạn cam kết chính thức. Thậm chí là cam kết mà có dính tới pháp luật luôn, có nghĩa là các bạn có thể kết hôn chính thức nè. Hoặc là ít nhất á, là trong tình yêu lãng mạn á, là các bạn sẽ tìm lại được cái sự công bằng, sự cân bằng nha. Nó không có bị lệch một bên, tức là không có rượt đuổi nhau nữa, mà nó là một cái sự cân bằng giữa hai bên. Mình sẽ giải thích thêm về cái vấn đề tình yêu nha. Thứ nhất á,
Tình yêu nè, các bạn đang ở cái trạng thái á, giống như là các bạn không có thích cái năng lượng của cái sự rượt đuổi nhau, tức là bạn không có thích bạn kiểu như mệt mỏi nữa trong tình yêu, thì mình thấy các bạn có sự buông thả lỏng. Nhưng khi mà bạn buông thả lỏng tình yêu á, là bạn ý giống như là để cho cái câu chuyện tình yêu này nó muốn cái gì cần đến thì đã đến, thì cái gì cần đi là đi. Đấy. Khi các bạn làm được ở trong cái trạng thái này á, là tự nhiên á, tự nhiên là cái gọi là một cái lợi thế nó nghiêng hẳn về phía các bạn luôn. Tức là ở đây á, hoặc là bạn sẽ có được cái tình yêu lãng mạn khác, nó sẽ xứng đáng với các bạn hơn nha. Hai á, là bạn sẽ trở thành cái người mà quan trọng á, bạn sẽ trở thành cái người quan trọng trong lòng của đối phương. Wow, cho nên lúc này đây nè, nếu như các bạn đang cảm thấy quá là mệt mỏi và trong cái năng lượng tình yêu rồi, mệt mỏi ở đây nó không giống như kiểu là bạn mệt mỏi quá rồi, bạn không có thích yêu thương nhau mà mình cứ phải mệt mỏi, cứ phải là suy nghĩ nhiều, lo lắng, lệ thuộc cảm xúc vân vân á, thì các bạn buông thả lỏng đi, các bạn đi tìm những cái đi du lịch cũng được nữa, hoặc là các bạn không nhất thiết phải đắm chìm mà bạn có thể thoát ra khỏi cái năng lượng của sự lo lắng á, thì cái lợi thế sẽ nghiêng hẳn về phía các bạn luôn. Một là một cái tình yêu tuyệt vời đến và khả năng á, là đi đến cái sự cam kết nó rất là rõ ràng và chính thức ở đây. Hai á, là tự nhiên bạn trở thành cái người rất là quan trọng, người ta sẽ sợ mất các bạn nha. Đấy. Chúng ta còn cái nào nữa không? Rồi, hết rồi. Mình xin kết thúc phần trả bài các bạn tụ một nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ hai. Lời nhắn từ vũ trụ gửi đến bạn. Các bạn tụ hai hãy tập trung vào cái vấn đề mà khiến cho bạn băn khoăn suy nghĩ, hoặc là bạn đang tìm một cái lời giải, một cái hướng xử trí, hoặc là bạn đang hoang mang, bạn cần một cái định hướng sắp tới, hoặc là vấn đề trong tình yêu. Bạn cứ tập trung đến. Rồi, vậy thì vũ trụ sẽ có lời nhắn, sẽ có thông điệp, sẽ có một cái định hướng như thế nào gửi đến các bạn ha. Các bạn có vua kiếm. Vua kiếm đầu tiên mình thấy là vũ trụ mong muốn các bạn trở thành một cái người mạnh mẽ hơn và lý trí hơn, làm chủ cuộc sống, để cho lý trí dẫn đường, đừng nuông chiều theo cái cảm xúc. Hãy để lý trí dẫn đường, hãy phân tích sự việc sao cho bạn tìm thấy được cái sự logic, cái sự liên kết trong các vấn đề, trong cái vấn đề mà bạn đang lo nghĩ đến. Bạn hãy sáng suốt để đi tìm những cái nguyên nhân, đi tìm những cái lý do, bạn phân tích nó ra, bạn lý luận cái vấn đề của các bạn ra trong cái trạng thái lý trí tỉnh táo. Rồi, để mình xem. Ôi nha, rồi sao mình rút nhiều lá vậy ta? Chờ mình chút nha. Hai gậy, oh my god, đây. Trong đây sẽ có một cái vấn đề là liên quan đến công việc của các bạn. Các bạn đang suy nghĩ, đang giống như là xem xét kỹ, đang muốn lập kế hoạch, đang nhìn, giống như nhìn cái sự phát triển của nó, giống gọi là tầm nhìn á. Đấy, là các bạn đang tính xem cái bước phát triển tiếp theo là gì. Wow, 10 tiền. Trời ơi, may mắn ghê luôn á. Ba kiếm. Wow. Và 8 ly.
và 8 ly. Rồi. Chà, đau đầu nha. Mấy bạn làm mình đau đầu. Ở đây nè mọi người, cái năng lượng á, trong gia đình của các bạn nha, cái sự sung túc nè, là các bạn không có thiếu đâu. Năng lượng về tiền bạc nè, về cái sự khỏe mạnh trong gia đình là các bạn sẽ không có thiếu. Đó. Rồi, ở đây á, nó có những cái sẽ liên quan đến phương diện về tình cảm, về cảm xúc, về tinh thần. Về tinh thần thì sẽ có những cái vấn đề khiến các bạn đau tim. Ví dụ như bây giờ là tranh cãi nè, hoặc còn những cái lời nói nè làm tổn thương, hoặc là một khía cạnh nào đó trong cuộc sống của bạn, trong gia đình của bạn, tức là có những cái vấn đề trong gia đình mà các bạn vẫn rất là tổn thương, rất là tổn thương. Vậy thì lời nhắn từ vũ trụ là gì? Lời nhắn từ vũ trụ đó là bạn có thể buông những cái cảm xúc này đi. Mặc dù những cái cảm xúc này là nó nhiều lắm, nó dường như đã từng là những cái cảm xúc mà bạn rất rất là tôn thờ, bạn trân trọng dữ lắm. Thế nhưng là bạn cũng hãy giống như vậy, phải cắn răng, phải gồng mình, phải hết sức là mạnh mẽ, lý trí lên, phải suy nghĩ thật là kỹ lưỡng nè. Và bạn cũng hãy buông. Ê, thứ nhất là giống như bạn và tất cả mọi người trong gia đình, có thể là bạn sẽ nhìn thấy nhiều cái vấn đề và bạn lo lắng. Từ cái chỗ lo lắng, bạn cũng có thể là có những cái sự suy diễn, những cái lý luận. Nếu như mình bỏ đi thì sao? Vậy thì những người còn lại trong gia đình mình chẳng hạn, hoặc là ai đó mà bạn thân thiết như là một gia đình nha, thì liệu là họ có chăm sóc bản thân được tốt không? Thì liệu là họ có thiếu thốn không? Thì câu trả lời mình biết là các bạn lo lắng, nhưng mà mình thấy cái năng lượng họ không có thiếu thốn. Tức là bạn thấy 10 tiền, thì cái vấn đề là cái sự khỏe mạnh và cái năng lượng tiền bạc là các bạn đừng có lo lắng, tức là vẫn sẽ được an toàn, sẽ được an toàn. Cho nên nó có cái tổn thương, nó có cái tổn thương dữ lắm cho bạn, nhưng mà bạn đừng có, giống như là bạn hãy mạnh mẽ lý trí, bạn hãy quyết đoán lên. Vô kiếm là năng lượng của cái việc bạn nên quyết đoán, rồi bạn nên có những cái tầm nhìn, hãy nhìn cái sự việc ở bức tranh toàn cảnh, nhìn cái sự việc nó xa hơn, thì bạn thấy là bạn sẽ có thể giải quyết được những cái vấn đề ở trước mắt. Mình ví dụ như những cái vấn đề trước mắt bạn lo lắng, tại trong cái lúc mà bạn lo lắng thì chắc chắn với các bạn rằng các bạn sẽ luôn luôn lý luận suy diễn cái sự việc nó sẽ theo cái xu hướng rất là bi quan, rất là tiêu cực. Tại vì bạn đang dựa trên cái nền tảng của sự lo lắng để bằng suy diễn cơ mà. Đấy. Điềm tĩnh lại nha. Ví dụ như bây giờ bạn lo lắng những cái vấn đề liên quan gia đình đi. Bạn sợ rằng người ta sẽ không khỏe mạnh, người ta sẽ không có đủ đầy. Nhưng nếu như bạn nhìn cái bức tranh toàn cảnh thì bạn sẽ thấy là bạn hãy cho họ cái cơ hội để họ có thể thấu hiểu người khác nhiều hơn. Bạn hãy cho họ cái cơ hội để họ trưởng thành hơn. Giống như là biết là các bạn yêu thương đó, các bạn rất là lo lắng cho sự an toàn của họ đó, nhưng mà cũng hãy để cho họ có cái cơ hội để họ trở thành cái người có bản lĩnh hơn, trưởng thành hơn. Nghĩa là chúng ta yêu thương nhưng đừng có tước đi cái quyền trưởng thành của họ. Tại nếu như mọi việc mà bạn cứ ôm đồm hết, bạn làm hết, thì bạn hãy suy nghĩ đi, những người khác trong gia đình của bạn, biết là những người bạn rất yêu thương đó, họ có cái cơ hội để họ có thể trở thành cái người trưởng thành hơn hay không? Cho nên nó biết là bạn đau lòng, nhưng mà hãy cứ buông. Hãy buông để cho bạn có cái sự thanh thản hơn. Đây là hành trình tâm linh của bạn đó. Đây là hành trình tâm linh của bạn. Đây là một cái bài học của bạn, bài học của sự buông bỏ. Nếu bạn làm được cái điều này thì dĩ nhiên là bạn sẽ phát triển hơn một tầm cao nữa, và bạn sẽ thấy mọi việc nó sẽ khác đi. Bởi vì từ trước giờ nếu như các bạn cứ cùng sử dụng bởi một cái cách để bạn giải quyết một vấn đề và bạn chỉ thấy nó toàn là ba kiếm thôi, có nghĩa là
hết tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, bạn cùng một cái cách giải quyết vấn đề và bạn chỉ thấy là cái mà bạn nhận về nó là sự đau lòng thôi. Vậy thì đến lúc này đây á, cho bản thân của mình một cái cơ hội để mình hành xử khác đi. Rồi để mình tiếp nha mọi người. Listen deeply, lắng nghe sâu sắc nè. Oh my God, adjustment are required, điều chỉnh là cần thiết á, thay đổi là cần thiết. The energy is gaining momentum, cái năng lượng vẫn là đang tiến về phía trước á, năng lượng vẫn là đi tới chứ không có đi lui. À, nhiều cái cánh cửa mở ra cho các bạn rồi. Oh my God, như thế này. Ở đây liên quan đến cái sự chữa lành ở bên trong á, chữa lành về nội tâm của các bạn nhiều. Điều chỉnh là cần thiết á, mọi người, tức là bạn xem y hệt như ở trên rồi, tại vì giống như là bạn xem, nếu như bạn cứ sử dụng cùng một cái cách giải quyết á, mà bạn thấy nó cũng không có cái sự thay đổi nào, thì đến lúc bạn hãy cứ làm khác đi nha, đừng sử dụng cái cách cũ nữa. Ví dụ như bạn sử dụng cái cách cũ mà bạn để cho cái cảm xúc nó dẫn đường nhiều quá, hoặc là bạn để cho những cái sự lo lắng nó đã từng dẫn đường, đến lúc là bạn hãy thử mạnh mẽ lên, đến lúc là bạn hãy thử sắt thép hơn. Rồi tiếp theo là sẽ nhiều cánh cửa nữa đang mở ra với các bạn nha, chúng ta sẽ làm rõ vấn đề này. Trời ơi, kỹ sĩ kiếm mà. Trời ơi, sao rớt ra một cách mạnh mẽ luôn vậy? Kỹ sĩ kiếm nè mọi người. Devil, oh my God, devil này rất là nhạy cảm. Chờ mình chút. The devil nha. Rồi, mình để đây. Và vua kiếm lặp lại lần thứ hai. Trời ơi sao mà ba kiếm nữa. Oh my God, không có một cái cách nào khác, toàn bộ phần trả bài này của các bạn nó có chung một thông điệp mà thôi, mình có rút bài nữa nó cũng ra y chang vậy thôi. Rồi mình sẽ nói rất là thẳng thắn với các bạn luôn, có thể các bạn nghe và các bạn sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng mà mình sẽ trên tinh thần là mình sẽ giải cái thông điệp nó khách quan nhất, và mình sẽ giải đúng cái thông điệp. Lúc này đây á, lời nhắn từ vũ trụ á, sự thật là các bạn vẫn phải mạnh mẽ lên, các bạn vẫn phải lý trí, bạn phải lý trí thôi. Tại nếu bạn không lý trí thì bạn sẽ mãi mãi bạn mắc kẹt vào trong cái tình huống devil, mà cái tình huống này nó đã làm nhiều lần khiến các bạn đau tim rồi. Vậy thì lúc này đây các bạn có muốn đau tim lại thêm một lần nữa hay không? Nếu bạn muốn đau tim lại thêm một lần nữa thì bạn hãy cứ sử dụng cái cách cũ để giải quyết vấn đề đi. Còn nếu như bạn muốn mình không lặp lại cái vòng lặp nó đến lúc phải kết thúc rồi, bạn không có muốn cái vòng lặp này nó lặp lại nữa đâu. Nếu muốn điều đó thì đến lúc đó, là ít nhất lúc này đây bạn phải cứng rắn, phải mạnh mẽ lên, phải quyết đoán lên, không thể nuông chiều cái cảm xúc của mình được nữa. Mình không thể nào để cho cái sự nuông chiều cảm xúc và cái tình yêu thương là nó làm cho các bạn giống như là bị vướng vào trong cái vòng lặp nhiều rồi. Nó sẽ có liên quan đến yếu tố của gia đình, của hôn nhân ở đây. Cho nên á, hoặc là các bạn đang có những sự vướng mắc trong tình yêu hôn nhân, hoặc là các bạn đang có sự vướng mắc trong gia đình, vấn đề của gia đình là gia đình lớn,
Đấy, nếu như các bạn muốn thoát khỏi cái điều này thì buộc bạn phải trở thành kỵ sĩ kiếm, buộc bạn phải trở thành vua kiếm thôi. Phải quyết đoán, phải mạnh mẽ và để lý trí dẫn đường, đừng nuông chiều cái cảm xúc của mình nữa. Nếu bạn làm được điều này thì tất cả những cái chuyện sắp tới nó xảy ra, nó chỉ là những cái sự đe dọa bên ngoài, nó kiếm không thể đâm vào tim của bạn được nữa. Đây, ba cái kiếm này nó không đâm vào tim nha. Tức là đôi khi là bạn sẽ thấy bạn sợ những cái đau lòng nó sẽ xảy ra, nhưng nếu như bạn cứ sử dụng cùng một cái cách cũ để giải quyết vấn đề thì cái sự đau lòng nó chắc chắn xảy ra. Còn nếu như mà bạn mạnh mẽ lên như một vua kiếm, bạn lý trí, bạn mạnh mẽ, bạn quyết đoán, bạn giành lại cái sự công bằng cho bản thân, bạn dựa trên cái sự công bằng nhất, cái sự quyết đoán nhất, cái sự lý trí, cái sự hợp lý nhất để các bạn hành xử, thì ba cái kiếm này nó sẽ không có cách nào đâm vào tim của các bạn thêm lần nữa nha. Tức là cái chuyện đau lòng nó sẽ không có xảy ra nữa. Wow. Xong rồi đó mọi người, mình xin kết thúc thông điệp của các bạn ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ ba, lời nhắn từ vũ trụ gửi đến bạn. Bạn hãy tập trung vào trong cái tình huống của các bạn, kể cả là phương diện nào, tình yêu hay là công việc sự nghiệp. Bạn đang cần cái câu trả lời nào? Bạn đang mong muốn có một cái sự định hướng nào từ vũ trụ? Hãy cứ tập trung vào trong cái tình huống của các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận xem là thông điệp từ vũ trụ, lời nhắn từ vũ trụ sẽ cho các bạn cái thông tin nào nha. Compassion, lòng trắc ẩn, để mình xem nha. Sự linh hoạt, mềm dẻo, uyển chuyển để các bạn xử lý vấn đề. Các bạn không cần phải cứng nhắc để xử lý vấn đề. Cái đó nó giống như là kiểu như bạn đừng có như là sự đấu tranh với cuộc sống quá. Nếu như bạn có thể xem cái cuộc sống này, bạn hành xử với cuộc sống này một cách nhẹ nhàng á, thì nó sẽ giống như là cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với bạn. Bạn hãy có một cái cách là giống như bạn hãy nâng cao tần số lên á. Bạn nghe cái câu này quá là quen thuộc rồi đúng không? Có nghĩa là hãy làm cho bản thân của mình có cái sự nhìn nhận vào trong cái cuộc sống á. Hãy nhẹ nhàng, đừng đắm chìm vào trong cái sự bi thương của cái cuộc sống á. Bạn hãy cứ thử suy nghĩ như thế và định hướng trong đầu của mình như thế, kể cả là tình yêu nha hay là công việc luôn. Hãy cứ thử suy nghĩ như thế đi, chỉ bằng suy nghĩ thôi là các bạn thấy đã có những cái sự thay đổi và cái chuyển hóa sẽ đến với các bạn. Thì đó chính là cái định hướng từ vũ trụ á. Cho nên các bạn đừng có tưởng là lúc này đây nè, tôi phải làm cái việc gì đó, tôi phải làm liền, tôi phải trao đi cái gì đó liền thì mới có cái kết quả. Nhưng không phải đâu, chỉ cần cái suy nghĩ của các bạn nó đã thay đổi là tự nhiên là bạn sẽ thấy cái năng lượng hỗ trợ từ vũ trụ đến với bạn rồi. Chứ không phải là bạn phải quyết liệt, bạn phải hành động. Bạn hành động nhưng mà trong cái trạng thái cái suy nghĩ nó nặng nề thì bạn thấy là cái sự việc nó cũng sẽ còn nặng nề lắm. Còn nếu như bạn hành động nhưng mà trong cái sự suy nghĩ mà nó nhẹ nhàng á,
là bạn sẽ thấy là những cái mà bạn đang vướng mắc á, là tự nhiên nó sẽ có cái sự nhẹ nhàng. Nữ hoàng gãy. Trời ơi, oh my god. Tuyệt vời nha, các bạn có 10 gãy. 10 gãy. Và nữ hoàng tiền. Oh, rất là tuyệt vời. Chờ mình xem nha. Năng lượng của các bạn thời gian tới rất là cao á. Mình đang thấy là thật sự tuyệt vời cho mấy bạn tụ ba, rất là tuyệt vời ở đây. Mình đang phân vân cái 10 gãy này thôi à. Mình đang phân vân cái 10 gãy này có phải là một cái sự chuyển đổi công việc của các bạn hay không á. Mình đang suy nghĩ thế này. Các bạn sẽ rất là mạnh, sẽ rất mạnh trong thời gian sắp tới. Bạn mạnh luôn cả hai phương diện nha. Tức là về năng lực, về uy tín, về danh dự, về gọi là những cái tiếng tâm á, cái tiếng tâm, cái danh dự, uy tín của bản thân, bạn cũng mạnh luôn, tỏa sáng luôn. Về vấn đề tiền bạc luôn ha. Rồi có một số bạn mạnh luôn ha, tiền bạc, đất đai, nhà cửa vân vân. Bạn mạnh luôn về vấn đề này. 10 giây á là để mình xem là bạn sẽ tiếp tục cái công việc hay là bạn sẽ có sự thay đổi về công việc nha. Tại vì mình tự nhiên mình có một cái cảm nhận trong cái thông điệp này, cũng có thể là bạn sẽ kết thúc cái công việc nặng nề á. Để mình xem thêm. Bài của các bạn lên rất là tươi sáng. Cái compassion này, tại vì bây giờ các bạn tụ ba này, y chát mình nói luôn, giống tức là bạn nhìn cái sự việc nó lạc quan á. Nghĩa là kể cả bên ngoài bạn còn đang thấy mọi chuyện nó nặng nề hoặc là áp lực gì đó đi, nhưng bạn cứ suy nghĩ theo cái hướng nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng giống như một cái dòng nước mà nó tưới mát, nó nhẹ nhàng. Bạn đừng có ứng xử nóng nảy hoặc là ứng xử mà gây cái sự thù địch, sự thù địch, sự mâu thuẫn. Kể cả là bạn có đang cảm thấy không hài lòng chuyện gì đó đi, không sao hết nha. Tại vì bạn chỉ cần là giống như từ bên bạn, bạn chỉ cần tha thứ, bạn chỉ cần hài hòa nè, là tự nhiên cái cuộc sống luôn, cái cuộc sống tức là những chuyện mà nó sẽ xảy ra tiếp theo là nó sẽ theo cái năng lượng của bạn luôn. Bạn sắp tới này bạn sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội của các bạn, nó là những cái phước lành, là những cái sự may mắn hơn người. Cho nên là kể cả lúc này đây là bạn có hơi bị thiệt thòi một chút đi nữa, không sao, không sao hết. Tại vì cái sự bù đắp á, tức là cái phước lành và cái sự may mắn á, đến với bạn thì khi đó bạn thấy là cuộc đời rất là công bằng á. Bạn có thể là chịu cái sự thiệt thòi một chút ở cái giai đoạn này, nhưng mà cái bạn sẽ được trả lại á, bạn được trả lại những cái nó rất là tuyệt vời và rất là xứng đáng với bạn. Mình muốn giải thích cái thông điệp 10 gãy thêm nha. Handman. Handman và Hermit hả? Trời đất ơi. Có rất nhiều bạn trong tụ ba là các bạn đang suy nghĩ. Các bạn đang có cái sự suy nghĩ để mà các bạn cũng rất là bí mật nữa. Tức là các bạn không phải bí mật mà giống như các bạn có những cái sự tính toán cho tương lai của mình, nhưng mà bạn lại là người bạn có sự kín đáo, bạn tinh tế, bạn kín đáo, và bạn có những cái sự suy nghĩ nó khác biệt nữa. Sự suy nghĩ của bạn rất là sâu sắc nữa, rất là sâu sắc nữa. Bạn có những cái quá là sâu sắc đi. Cho nên bạn giống như để có thể khai thác được bạn á, nó là cái điều thú vị đối với
cái người khác. Bạn bạn giống như là một triết gia, bạn giống như là những nhà triết học của mọi người, các bạn giống như vậy ạ. Không có mâu thuẫn nha, để mình phân tích nè. Bạn khi mà bạn nói chuyện với người khác thì bạn hài hòa dữ lắm, giống như là bạn rất là cởi mở luôn, năng lượng của nữ hoàng vậy mà, rất là cởi mở luôn, có những cái bạn rất là nhiệt huyết, bạn đầy cái sự đam mê luôn, tức là bạn giống như cái người mà sống rất là cởi mở hoang dã, có nghĩa là sống đúng với cái bản chất của bản thân á. Nhưng mà bạn lại có một cái điểm nữa tương phản, tức là bạn cũng có những lúc bạn như là một nhà triết học vậy á, tức là có những cái sự suy nghĩ nó rất là khác biệt, có những cái sự suy nghĩ mà rất là sáng á, tức là não của các bạn á là nó có những cái phát triển, bạn rất là trí tuệ, bạn như là một nhà triết học vậy á. Cho nên cái 10 gậy này mình cũng chưa nói được là, nhưng mà cũng không có quan trọng, tức là mình chỉ là muốn làm rõ thêm cái 10 gậy thôi. Tức là cái 10 gậy này là bạn sẽ tiếp tục công việc hay là bạn sẽ kết thúc công việc ở đây. Mà cũng có thể là không, tốt nhất là đừng có suy đoán á, tại vì khi nào mà mình phải cảm nhận một cách rõ ràng thì mình nói. Nhưng mà bạn lại sẽ rất rất vững chắc về khía cạnh của tiền bạc vật chất nha. Thậm chí là sẽ có một số bạn mạnh luôn á, mạnh về tiền bạc vật chất rồi nhà cửa rồi đất đai luôn á. Cho nên cái việc bạn kết thúc hay bạn ở lại cái công việc này nó đâu có quan trọng đâu. Không quan trọng, tại vì cái năng lượng tiếp theo của bạn nó vẫn rất tốt. Chẳng qua là mình muốn làm rõ cái thông điệp này thôi, nhưng mà mình cũng không làm rõ được tại cũng không có thông tin. Rồi, chúng ta cứ tiếp đi. Có nhiều khi mình xem á, rất là thú vị ở một chỗ là mình bắt trúng năng lượng của những bạn á. Các bạn giống như bậc thầy á, các bạn có những cái năng lượng rất rất là mạnh mà người khác người ta không có khám phá được, trừ khi là các bạn cho phép nha. Cho nên mới ra năng lượng này nè, handman mà đi kèm với hấp mẹ chứ, tức là mấy bạn giống như có những cái mà không biết nói làm sao ta, tức là có những cái sự tính toán nào đó của các bạn về một cái tương lai phía trước á, và trừ khi là cái việc đó là các bạn phải suy nghĩ nó xong rồi, nó thông suốt rồi thì mới có thể là bạn giống như bạn cho phép á, cái năng lượng nó được hiển lộ ra thì mới có thể là thấy được nha, thì mới có thể thấy được. Câu trả lời Z nào. Oh my god, trời. Câu trả lời Z là một cái sự thành công đến với mấy bạn rồi nè. Kể cả bây giờ các bạn đang lo lắng chuyện gì, các bạn đang thắc mắc chuyện gì đấy, thì cái câu trả lời Z là cái câu trả lời cho các bạn đó, là bạn sẽ thành công á cho cái vấn đề đó. Handman mà đi kèm với hấp mệt là mọi người, mình cứ dừng lại đây hoài, tại vì mình thấy rất là thú vị á. Tức là mấy bạn mạnh á, tức là năng lượng rất là cao á, năng lượng rất là cao mà mình không thấy được luôn nè. Nothing is yet set in stone. Không có gì được định sẵn. Wow, năng lượng này á là khó cho mấy bạn nha. Không phải khó cho các bạn, mà là như thế này nè. Bạn được trao quyền hoàn toàn. Mình ví dụ một cái sự việc nào đó thì vũ trụ sẽ quyết định bao nhiêu phần trăm, bạn quyết định bao nhiêu phần trăm. Nhưng khi cái năng lượng này á, là cái giai đoạn ban đầu, là giai đoạn bạn phải quyết định 100%. Cho nên mình nói khó là khó ở cái chỗ này nè. Tại vì sao? Vì các bạn quá bản lĩnh. Và đây là cái phần bạn có cảm giác bị thiệt thòi không?
có cảm giác là giống như tại sao người ta quá bản lĩnh à, thông minh trí tuệ vân vân, thì bạn lại giống như giai đoạn đầu giống như kiểu bạn không có được một cái sự hỗ trợ nào, và bạn phải là cái người quyết định cho cái việc thành bại của mình 100%. Nhưng chỉ là giai đoạn đầu nha, chỉ là giai đoạn đầu. Còn giai đoạn sau nữa là khác, giai đoạn sau nữa thì mọi chuyện sẽ khác. Đôi khi các bạn sẽ hơi tủi thân á, đôi khi các bạn thấy là tại sao tài năng mà lại không có được hỗ trợ gì. Đôi khi các bạn sẽ có một cái suy nghĩ tủi thân như thế, nhưng mình cũng không biết lý do tại sao lại như thế. Mình chỉ biết được là đôi khi có những người rất giỏi, rất giỏi lại có những cái tình huống như vậy. Thì mình chỉ có thể nghĩ được là giống như cái trách nhiệm của các bạn sẽ cao. Vì lý do gì? Vì lý do gì thì các bạn chỉ có thể là chờ thêm một thời gian nữa thôi. Chờ thêm một thời gian nữa thì các bạn mới biết được là tại sao tôi có tài năng nè, rồi vũ trụ trao luôn cái quyền quyết định 100% trong tay tôi. Đó. Một thời gian nữa thì các bạn sẽ biết được câu hỏi tại sao nha. Đi in, cái giai đoạn vất vả là kết thúc nha mọi người. Kết thúc cái giai đoạn vất vả của các bạn rồi, cho nên là sẽ qua một giai đoạn mới. Sẽ qua giai đoạn mới. Nhưng các bạn tuổi ba hãy tập trung vào trong năng lực của bản thân, tập trung vào trong cái bộ óc của bạn nha. Handman Hermit là tập trung vào trong cái đầu của các bạn không á. Tức là cái đầu của các bạn nè, bộ não của các bạn á, lý trí của bạn, sự suy nghĩ của bạn á, hãy tập trung vào, tại vì cái đó là đã đang quyết định, quyết định dường như là 100% giai đoạn đầu cho cái việc thành bại của các bạn á. Khó ha, rất là khó, cho nên mới gọi các bạn là bậc thầy. Tài năng á, tài năng càng cao thì cái sự thử thách nó cũng sẽ cao tương ứng. Community, wow. Nhưng mà sẽ có một số bạn về sau là các bạn sẽ có cái cộng đồng của các bạn nè. Mấy bạn sẽ tạo được một cộng đồng rất là tràn đầy cái sự yêu thương nè, cái niềm vui, cái niềm vui, cái vẻ đẹp luôn. Ace of Cups, một ly Devil, trời ơi. Mấy cái hình nhạy cảm á, là phải che đó mọi người, chứ không thôi là bị bắt bẻ đó. Devil nè. Trời ơi, sao có năng lượng Devil nữa ta. 8 xu, 8 gậy rồi, xin chúc mừng. Bây giờ thì có thể nói á, là trời ơi, Devil mà nằm trong hai cái lá bài rất là tốt là ok rồi, vậy được rồi. Mấy bạn ha, về công việc, về chuyện học hành, chuyện học hành và công việc nó là một cái sự thắng lợi, thắng lợi một cách nhanh chóng luôn cho các bạn sắp tới nha. Công việc, học hành, tiền bạc, ok, là một cái sự thay đổi tuyệt vời á. Thậm chí là cái sự thay đổi liên quan đến nơi học, nơi làm việc, nơi ở, những chuyến du lịch vân vân là có với các bạn luôn, ok luôn á. Rồi hoặc là các bạn rất là nhiều cái công việc thì công việc nó sẽ có cái trật tự, có cái trật tự và nó sẽ phát triển rất là nhanh, rất là nhanh. Công việc sẽ rất là rõ ràng. Tình yêu, Devil, mấy bạn thấy hết hồn không? Không sao nha, tại vì Devil này nó đang nằm giữa cái lá một ly với lá tám tiền, không sao cả. Cái này có thể nói là các bạn yêu thương á, mà các bạn bị thu hút nhau nhiều, thu hút nhau nhiều. Có một cái cảm giác giống như là chúng ta sẽ bị ràng buộc, sẽ dính mắc vào nhau ấy. Có duyên có nợ, hoặc Devil ở đây mang cái thông điệp là các bạn bị thu hút nhau á, tức là các bạn rất là thu hút nhau. Devil trong trường hợp này của các bạn thì không có gì đáng để lo nha. Tràn đầy cái cảm xúc á, giống như tràn đầy cái cảm xúc, cái sự khát khao nhau, đấy là năng lượng của các bạn. Wow. Mình gọi vui á, gọi vui ở trong trường hợp của các bạn tuổi ba,
tức là giống như cái kiểu mà các bạn còn có những cái âm mưu gì đó nữa, những cái âm mưu gì đó cho tương lai của các bạn nữa, thì mình thấy như vậy. À, nhưng mà trời ơi, tuyệt vời rồi, sự phát triển về công việc, việc học, tiền bạc rất là ok, tình cảm luôn. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài các bạn tụ ba nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.